Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, Tính nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diện nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ nguyên thanh biên tập Bình Minh giảng ngày 25 tháng 5 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Kông tập 422 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô lượng thọ kim giải Trang 531 Hàng thứ hai Bắt đầu xem từ chỗ Hữu Di Đà Yếu Giải Diệt Dân Đại sư Ngậu Ít nói Nhược vô bình thời Thất nhật công phu An hữu lâm chung thập niệm nhất niệm Túng hạ hạ phẩm Nghiệp á chi nhân Tinh thị túc nhân thành thuộc Cố cảm lâm chung ngộ thiện hữu văn thiện tín nguyện tử sự dạng trung vô nhật khởi khả kiểu hạnh đoạn này đại sư ngẫu ích khai thì rất hay niệm phật có được giảng sanh hay không là quyết định ở một niệm sau cùng khi làm chung Thì một niệm hoặc mười niệm sau cùng Là yếu tố quyết định được giảng sanh Đạo lý và sự thật này Ở trước đã nói qua nhiều lần Chúng ta nghe rồi tin tưởng Không hoài nghi Tiếp nhận tất cả nhưng quý vị nhất định phải biết rằng Nếu thường ngày quý vị không nỗ lực Hạ công phu Công phu là gì? Là tính nguyện trì danh Bồ Tát Đại Thi Chị dạy rằng Đô nhiếp lục căng Tịnh niệm tương tục Đây là công phu thường ngành Thế nào gọi là đô nhiếp lục căng? Dùng một câu đơn giản nhất mà nói Để ai cũng có thể hiểu được Đó là buông bỏ dạng duyên Nói cách khác là Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân y Ở trong cảnh giới lục trần Sắc, thanh, hương, vị xúc pháp Nhất định không có tham luyện Nhất định không có sân nguyện Không hoài nghi không kêu mạng Đây mới gọi là thật sự buông bỏ Sau đó là Niệm cầu danh hiệu Phật này Tịnh niệm là không hoài nghi Không tạp loạn Niệm này tức là thắng tịnh Tức là tịnh niệm Nói cách khác không buông bỏ Thì không có tình niệm Điều này quý vị nhất định phải biết Tâm không thanh tịnh Tịnh niệm là dùng tâm thanh tịnh niệm Phật Tương tục là không gián đoạn Mỗi ngày Phải có quy định thời khóa cho mình không được để gián đoạn Đến thời khóa không cần phải số lượng nhiều hay ít Mà quý ở chỗ là quý vị nhất tâm chuyên niệm Mỗi ngày mười niệm cũng tốt rồi Ngoài việc định thời khóa ra Gọi là tán thời khóa Tán thời khóa tức là nhớ lúc nào thì niệm lúc đó Niệm Phật là điều tốt Không niệm Phật là vọng tưởng Niệm Phật thì vọng tưởng không còn Cho nên dùng danh hiệu Phật Để thay thế tất cả giọng niệm Cho nên niệm Phật gọi là chánh niệm khi không niệm Phật là tà niệm Chúng ta Luôn muốn chánh niệm Thắng được tà niệm Như vậy chắc chắn quý vị được giảng sanh rồi Vì thì Bình thường công phu bảy ngày Là rất quan trọng ở trước chúng ta cũng đã học qua cũng có không ít các bạn đồng học đang học tập học tập điều gì chứ vị tổ sư bảo chúng ta một ngày một đêm quý vị nên dành một chút thời gian mỗi tháng tu một lần câu danh hiệu phật này quý vị niệm một ngày một đêm đừng để gián đoạn làm thành một thói quen cứ mỗi tháng phải có một lần tức là dùng mười niệm pháp của đại sư ấn quang niệm rõ ràng nghe minh bạch nhớ kỹ càng chỉ cần nhớ từ 1 đến 10 Quý vị không cần điểm Không cần dùng chuỗi hạ Hoàn toàn nhớ trong tâm Giá lại là nhớ một cách tự nhiên Không được có chút miễn cưỡng nào phương pháp này rất dễ nhiếp tâm tức là khi niệm phật giọng niệm không quá mặt niệm cho hết giọng niệm thật ra thì giọng niệm là từ tâm nhiễm ô sanh ra tâm thanh tịnh thì không có vọng niệm, không có vọng niệm có thể giúp tâm chúng ta được thanh tịnh, ít lợi nhiều lắm. Điều này quý vị cần phải biết. Thường ngày có công phu, lúc làm chung mới có cảm ứng. Sự cảm ứng này tức là Một niệm, mười niệm lúc lâm chung Nếu thường ngày không có công phu Thì cảm ứng lúc lâm chung rất khó nói Nếu như nghiệp chướng hiện tiền Thì cuộc đời này của quý vị Trôi qua một cách vô ích Gặp được duyên tốt như vậy Mà không chịu nằm bắt Cho nên công phu hàng ngày là quan trọng hơn hết Quan trọng nhất của công phu là sự buông bỏ Ta không liên quan gì với thế gian lộn xộn này Muốn giúp đỡ thầy chúng sanh khổ nạn Phải biết tùy duyên diệu dụng Quý vị thầy trong giọng tận Hoàng Nguyên Quang nói về tùy duyên diệu dụng Điều quan trọng là Phải hiểu được ý nghĩa của diệu dụng Diệu dụng là gì? Diệu dụng là không quan tâm Buông bỏ là dịu dụng Không buông bỏ là không dịu dụng Quý vị sở hữu tất cả đức dụng là tu phước Điều này chẳng thể không biết Nếu buông bỏ được Buông bỏ gọi là tu công đức Công đức có thể giúp quý vị giảm sanh Nhưng phước đức thì không thể Tu phước đức nhiều thì được phước báo trời người nhưng chắc chắn quý vị không thoát khỏi lục đạo luân hồi Đạo lý này quý vị nhất định phải hiểu rõ Ở dưới nói Túng Túng nhiên hạ hạ phẩm Ngũ nghiệp thập á chi nhân Lâm mạng chung thời Nhất niệm hay mười niệm cũng có thể giảng sanh Giảng sanh không nhất thiết là hạ hạ phẩm Giảng sanh hạ hạ phẩm là gặp duyên Không gặp được thiện duyên chân chánh Nếu khi gặp được thượng thượng duyên Thì người tạo ngũ nghiệp thập ác Khi làm chung rất có thể là thượng thượng phẩm giảng sanh Không giống nhau Điều này ở trước chúng tôi đã nói rất nhiều lần Bây giờ nhắc lại cho mọi người nhớ Tôi tin rằng ấn tượng vẫn còn rất sâu sắc Đều là nhờ nhân niệm Phật Từ kiếp trước Đến lúc lâm chung đã thành thuộc rồi Nên mới có quả báo thu thắng như vậy Sự việc này chẳng thể không biết Lúc lâm chung Họ có đủ ba điều kiện Mới được thù thắng như vậy Nếu thiếu đi một trong ba điều kiện này Thì không thể giảng sanh điều kiện thứ nhất là gặp được thiện hữu điều kiện thứ hai là trí óc minh mẫn không mê mờ chúng ta quan sát thật kỹ khi lâm chung có mấy người được trí óc minh mẫn Có rất nhiều, rất nhiều người phía bệnh nặng lâm chung Ngay cả người nhà cũng không nhận ra Việc này là phiền phức rộng Hiện nay gọi đó là chứng mất trí của người già Có chứng bệnh này là vô cùng khó khăn Trở niệm cũng không dễ gì được giảng sanh vì sao vậy? Vì họ không biết niệm Phật theo Họ không biết quý vị niệm cái gì Quý vị thấy tri óc mình mẫn Quan trọng đến mức nào Điều kiện thứ ba là Nghe thiện tri thức khai thị lập tức tiếp nhận Liền tin tưởng không nghi ngờ Y giáo phụng hành mới thành công được Ngày xưa khi tôi mới học Phật Thầy Lý rất quan trọng sự việc này Thầy thường nhắc nhở chúng tôi Không được hẹn Bây giờ tôi chưa niệm Phật Khi Lâm chung niệm vẫn còn kỳ Khi Lâm chung quý vị có đủ ba điều kiện này không? Quý vị có thể nắm chắc điều này không? Một dạng người Trong một dạng người Chẳng có ai nắm chắc được cả Nghĩ đến đây Thì bây giờ chúng ta siêng năng hàng ngày Là quan trọng nhất Quý vị tuyệt đối không được dựa vào Sự may mắn Muốn được thành tựu Thì điều này không đáng để tin cậy Do thượng khả kiến Nhất tâm chi cảnh Thậm di ưu thân Thị cố bổn kinh Tôn ư chuyên niệm bốn cái này dạy phương pháp tu hành cho chúng ta chính là nhất tâm chuyên niệm phật a di đà nếu chúng ta thật sự nghe hiểu là đã giác ngộ rồi đó Hứa thị nhân sự vật Trong thế gian này Càng đàm bạc càng tốt Thật sự phát lòng từ bi Muốn độ những chúng sanh khổ nạn này Chúng ta có duyên thì nên làm Không phải bảo quý vị đừng làm Nếu không có duyên thì đừng nên phan duyên Diệt độ chúng sanh Đợi sau khi đến thế giới cực lạ Thành tựu viên mãn rồi hãy làm Nghĩ như vậy là đúng Trong cuộc đời được thành tựu viên mãn là việc lớn Không gì lớn hơn Nói cách khác Người chưa thành Phật thì thành Phật là việc cần thiết Còn độ chúng sanh chưa gặp gặp Vì sao vậy? Vì người chưa thành Phật Thật sự mà nói họ cũng không độ được chúng sanh Chỉ sau khi quý vị thành Phật rồi Quý vị mới độ được chúng sanh Quan niệm này vô cùng quan trọng Phật Bồ Tát và chư vị tổ sư dạy chúng ta Mỗi lời của họ đều là lời chân thật Ngẫu ích đại sư việt Hiện tiền nhất câu Sở niệm chi Phật Diệt bổn siêu tình ly kiến Hà lao thuyết diệu thuyết quyền Đại sư Ngậu ít Từ Bi Ngài hy vọng mỗi người chúng ta Được thành tựu trong đời này Hiển tiền một câu A-di-đà Phật của chúng ta Hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật cũng được Sáu chữ hay bốn chữ đều giống nhau Một câu danh hiệu Phật này vốn là siêu tình ly kiến Tình là gì? Là luân hồi lục đạo Nhân của luân hồi lục đạo chính là chữ tình Không đoạn tình chất Thì không thể thoát khỏi lục đạo Kiến là gì? Là pháp giới tử thành Họ cao hơn chúng ta Họ không có tình cũng không có kiến Kiến là phân biệt Tình là chấp trước Kiến giải này mọi người rất dễ hiểu Câu danh hiệu Phật này Trong lục đạo không có Trong mười pháp giới cũng không có Nên gọi là siêu tình ly kiến Sự cảm ứng của câu danh hiệu Phật này Là ở thế giới Tây Phương cực lạc Người niệm Phật đều giảng sanh về thế giới cực lạc Không tương ưng với những thế giới khác Hà lao thuyết diệu thuyết quyền Câu thuyết diệu thuyết quyền này nghĩa là gì? Nghiên cứu kinh điển Nghiên cứu kinh điển tức là thuyết diệu thuyết quyền Đại sư Ngầu Ít nói câu này Là chúng ta hiểu rõ rồi Người chân chánh niệm Phật Một lòng quy y Phật A-di-đà Một phương hướng là Cầu sanh tịnh độ Một mục tiêu Là thân cận Phật A-di-đà Thì không cần kinh điển nữa vì sao vậy Vì kinh giao không còn kịp nữa Nghiên cứu kinh điện Là hiểu được một chút đạo lý Nhưng không thể giảng sanh Không nghiên cứu kinh điện Thì chẳng hiểu gì cả Nhưng họ có thể đến thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc rồi Thì điều gì họ cũng biết Chưa đến thế giới cực lạc Thì họ không biết gì cả Không biết gì cả là sao là căn bản trị bát nhã vô tri người nhất tâm niệm phật đó là bát nhã vô tri là căn bản trị người đó đến thế giới cực lạc thì chẳng có gì họ không biết họ thật sự đang cầu trí huệ trí huệ chân thật cái này chư vị cổ đức nói cho chúng ta về ba điều chân thật. Tỷ chân thật là tự tánh. Cái này là từ trong tự tánh chân như hiển lộ ra. Thứ hai là trí huệ chân thật. Ba là lợi ích chân thật. Cho nên cần nắm dưỡng câu niệm Phật này để cầu sanh tiệm độ. Buông bỏ hết Pháp Thế gian và Xuất Thế gian Thì trí huệ của người này là trí huệ chân thật Người này là lợi ích chân thật Ba điều chân thật này họ đều đạt được Đến thế giới cực lạ Nhất định họ chứng được tự tánh chân thật Chứng được tự tánh chân thật nghĩa là gì? Trong thiền tông là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiện tánh trong giáo môn là Đại Khai Viên Giảng Tịnh độ tôn gọi là nhất tâm bất loạn Quý vị đều thành tựu rồi Không ai hơn được quý vị Đây là nói thật Lời nói này hạng người nào mới tin được Hạng thượng thượng căn tin tưởng Hàng thượng thượng căn Không nhất định phải có địa vị Không nhất thiết phải có của cải Không nhất thiết phải có thông minh trí huệ Mà họ thật sự tin tưởng Thật sự thực hiện Người này gọi là hàng thượng thượng căn Sự thành tựu của người này không thể nghĩ bài Dưới đây cũng là lời của Đại sư Ngầu ít Chỉ quý tính đắc cập Thật sự tin tưởng Thủ đắc ổn Trực hà niệm khư Không chút hoài nghi Từ đến trình độ không hỗn tạp Không hoài nghi Không gián đoạn Hoặc trú dạ giả thập dạng Hoặc ngũ dạng tam dạng dĩ quyết định khuyết di chuẩn phương pháp niệm như thế nào phải xem hoàn cảnh sinh hoạt của mình mỗi ngày niệm được 10 vạn tiếng hoàn cảnh sinh hoạt của họ chắc chắn là rất tốt vì sao vậy vì họ không cần làm gì Ăn uống đi lại đã có người hầu hạ Có người lo cho họ Đây là người có phước báo rất lớn Có thể niệm được 10 dạng, 5 dạng Hoặc ba dạng đều là người có phước báo lớn Niệm ba dạng thì dễ hơn Tôi thấy Có những lão cư sĩ tuổi lớn sau khi về hưu Họ cũng học thiền Cũng học mật tâm Cũng học giáo Và cũng niệm Phật Đến lúc hơn 80 tuổi về hưu rồi Cảm thấy sức mình không tu được thiền giáo mật tâm Cuối cùng bỏ hết Rồi quyết một lòng niệm Phật Họ nói với tôi mỗi ngày niệm ba dạng tiền Chính xác Giá lại tuổi đã cao rồi Ba dạng tiền như thì họ niệm bằng cách nào? Ba dạng tiền là số điểm Mỗi ngày không thiếu một tiền Họ ở nông thôn, ở đó đi bộ ăn sáng xong họ ra ngoài đi bộ đi một vòng khoảng chừng hai tiếng đồng hồ hai ba tiếng đồng hồ là niệm xong ba dạng tiếng phật hiệu mỗi bước họ niệm một danh hiệu phật tức là họ đi ba dạng bước vừa thể dục vừa niệm phật phương pháp này rất tốt nếu như lần chuỗi hạt đếm không nhiếp tâm được Thì dùng phương pháp Của Ấn Quang Đại Sư Không cần điện Tức là danh hiệu Phật này Mười câu, mười câu niệm mãi như thế Phương pháp này có thể nhiếp tâm Pháp môn niệm Phật Là coi trọng công phu chân thật Không quan tâm niệm Phật bao nhiêu tiền Quy là ở chỗ nhiếp tâm Tức là phải không nghi ngờ Không tạp loạn Không nghi ngờ không tạp loạn Tuy không phải là chân tâm Nhưng nó tương ưng với chân tâm Tiếp cận với chân tâm Sức cảm ứng của nó rất mạnh Cảm ứng đạo giàu với Phật a di Đà Nếu có hoài nghi Có hỗn tạp thì không có cảm ứng đức phật dạy chúng ta yêu cầu chúng ta một niệm tương ứng một niệm phật niệm niệm tương ứng niệm niệm phật còn dạy chúng ta rằng tâm tịnh ác cõi phật tịnh tùy một ngày niệm mười dạng tiếng nhưng tâm không thanh tịnh tập khí phiền não còn nặng thì không thể giảng sanh đó chỉ là nói trồng thiện căn tuy thiện căn phước đức sâu dậy nhưng duyên giảng sanh chưa đủ thì kiếp này chưa được giảng sanh đại sư ngậu ít nói trong bài này quyết định được giảng sanh tất thử nhất sanh thể vô cải biên không thay đổi này là nhất tâm bất loạn nhược bất đắc giảng sanh già tam thị chư phật tiện khoái ngữ đây là quyết định được giảng sanh công phu của họ đều từ chỗ kiên trì niệm danh hiệu phật mà thành tựu thành tựu niệm phật tam muội thành tựu tương ứng với phật Trong tâm Chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Họ buông bỏ hết Không còn gì cả Người này chắc chắn được giảng sanh Hữu dân yếu đau nhất tâm bất loạn cảnh giới diệt vô tha thuộc Đây cũng là lời của Ngậu Ích Đại Sư Quý vị hy vọng niệm đến nhất tâm bất loạn Cũng không ngoài phương pháp này Phương pháp đó là gì? Tối sơ hạ thủ tu dụng số châu Kỷ đắc phân minh Khắc định khóa trình Quyết định vô khuyết Cửu cửu thuần thuộc Bất niệm tự niệm Nhiên hậu kỹ số diệt đắc bất kỳ số diệt đặc à, là... tổ sư khuyên chúng ta là... nên dùng phương tiện ban đầu phương tiện ban đầu là dùng chuỗi hạt vì sao vậy vì thời khóa đo quý vị đã định rồi Người thời này Nếu bảo họ mỗi ngày niệm Một dạng tiếng Họ không bao giờ làm được Vậy phải bảo họ niệm như thế nào Bảo họ mỗi ngày niệm Một ngàn tiếng Họ mới có thể làm được Một sâu chuỗi có 108 hạt Bảo họ niệm 10 sâu như vậy Điều này họ có thể làm được Từ từ sẽ được Niệm như vậy ba năm, năm năm Rồi khuyến họ tăng lên Hướng lên nâng cao Ban à, đầu, đầu quy định nhiều quá Sau đó rất khó kiên trì Điều này từ trước đến giờ đều có Thậm chí bản thân chúng ta cũng không ngoại lệ Cho nên ban đầu Quy định thời khóa ít một chút Dần dần rồi tăng thêm Như vậy là tốt Đây là hiện tượng tiến bộ Hiện tượng nâng cấp Quy định quá nhiều rồi sau đó ít lại Là hiện tượng thụt lùi Là hiện tượng từ cao rơi xuống thấp Hiện tượng này không tốt Vì thế Quy định thời khóa cho người mới học Nên định ít lại Tốt nhất là Bảo họ nghe kinh Nghe kinh giúp cho họ Được hai điều Thứ nhất là Giúp họ tính tâm Thật sự nghe hiểu rồi Thì họ tin tưởng Cho nên nói là Đoạn nghi sanh tin Vì sao con người không thể tiếp nhận pháp môn này Lúc tôi mới học Phật Thầy Lý nhọc lòng khuyên bảo Tôi từng nói với các vị đồng học rằng Tôi không phản đối pháp môn này Nhưng không tiếp nhận nó Bởi không hiểu rõ ràng, minh bạch Không biết chỗ tốt của nó Tôi học kinh lăng nghiêm Giảng qua đại ý kinh Pháp Hoa một lần Giảng kinh Hoa Nghiêm Giảng kinh Hoa Nghiêm được một nửa Thì văn thù phổ hiện Thiện tài đồng tử Đều là niệm Phật Cầu sanh tiền đồ Tôi mới suy nghĩ nhiều về vấn đề này Sao mới tiếp nhận pháp môn này Cho nên chưa hiểu rõ mà tiếp nhận Thì dễ bị thối tâm Tôi thấy rất nhiều vị đồng học niệm Phật thối tâm Học qua pháp môn khác Thậm chí học tôn giáo khác Chúng tôi thấy điều đó rất bình thường Không có gì lạ Vì sao vậy? Vì họ không hiểu rõ pháp môn này Nếu quý vị thật sự hiểu rõ thấu triệt nó Thì chắc chắn không thay đổi tín ngưỡng Chắc chắn không thể rơi xuống thấp Là gì không thể xảy ra Cho nên khi Đức Thế Tôn còn tại thế 49 năm giảng kiếp dạy học là có đạo lý Ngài giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính Giúp chúng ta kiến lập lòng tin kiên cố Lòng tin kiên cố này là đạo tâm điều này không nghe kinh là không làm được tự mình xem xem không hiểu đặc biệt là hiện nay đối với lời giáo huấn của các bậc thánh hiền người thật sự lý giải được càng lúc càng ít vì sao vậy vì mọi người không học nó không phải là nó khó Mà là không ai chịu học Thầy Thái Cũng rất khiêm tốn nói với tôi rằng Thầy cảm thấy Đối với truyền thống văn hóa. Sự học của mình còn kém Tức là không có căn bản Về sự giáo dục của Thánh Hiền Hiện nay cần phải học tập Còn dẫn dắt một tốt học trò Bản thân thầy quả thực không có tính tâm Tuy mỗi ngày vẫn làm công việc này Tôi bảo thầy rằng Khen chú Thành tựu thánh học là không chú trọng đến Quá trình học như thế nào Không chú trọng mình học nhiều hay ít Mà quan tâm đến chút lòng chân thành đó của thầy Điểm này thầy hiểu được Chỉ cần quý vị có chút lòng chân thành Không có chút tư tâm không có danh dự lợi dưỡng không tham đắm ngũ dục lục trần chút chân tâm này rất đáng quý nó tương ứng với thánh học thông suốt với tâm tăng Dựa vào điểm này Tôi nói Thầy nhất định đạt được sự gia trì của Tổ Tân Tam bảo gia hộ Thầy phải tiếp tục nỗ lực Phương pháp học như thế nào? Học những điều có thể hiểu chứ Quý vị học nó trước Những điều xem không hiểu Thì để đó Chữ đồng đêm đó Đợi năm ba năm sau Bây giờ xem không hiểu Nhưng đến lúc đó sẽ hiểu hết Đến 80 năm sau Không những hiểu hết Mà còn thông suốt Thông suốt rồi Thì khế nhập cảnh dân Ấn Độ và Trung Quốc cổ xưa Mọi thứ không chủ ở số lượng nhiều Gọi là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu đạo lý là ở chỗ này một người chưa hiểu gì chưa học gì nhiều thậm chí có người không biết chữ pháp sư đàm hư trong ảnh trần hồi ức lục nói rằng Một Pháp sư phơi đèn cầy Pháp sư này tên gì tôi quên mất rồi 30 năm trước tôi giảng kinh ở Hồng Kông Có nghe nói Pháp sư này Là thầy Hương Đăng Thầy Hương Đăng tức là người phụ trách hương đèn và thắp hương trên chánh điện pháp sư quản lý những việc này vào tháng sau mọi người phơi áo quần kinh sách trong chùa đều đem ra phơi hồi trước là dùng dây đóng sách những kinh sách này phải phơi mỗi năm phải phơi một lần có người nói đùa với Pháp Sư rằng Thầy Hương Đăng à Những cây đèn cày đó thầy cũng đem ra phơi đi Quý vị xem Thật rất thật thà Thầy liền mang đèn cày ra phơi Thầy phơi đến chiều thì đèn cày đó chảy tàn hết Hết cách rồi Buổi tối khi đại chúng tụng kinh Thì thầy đem cái tim đèn cày đã chảy tàn đó đốt lên Chẳng người nào nhịn cười được thầy duy na tìm đến vị trụ trì làm sao bây giờ ông ta khờ đến như vậy vị trụ trì này rất giỏi ngài trụ trì biết nhìn người người này sau này có thể thành tựu đây là một nhân tài vị trụ trì nói được rồi đổi người khác bảo ông ta đừng làm hương đăng nữa bảo ông ta đến chùa a dục dương Lạy xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni Quy định ông ta một ngày ba ngàn lạy Lạy xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni Thầy lạy như vậy ba năm thì liền khai ngộ Thầy có thể làm thư Có thể sáng tác kệ Có thể giảng kinh Từ chỗ không biết gì cả Biến thành thông tất cả Đó là gì? Cổ kim trong ngoài Bị quý của người thành công Thầy có đủ Bí quyết này là mấy chữ Thật thà Dân lời Quý vị thấy thầy thật thà dân lời bảo thầy phơi đèn cày thầy liền mang đèn ra phơi thầy đúng là biết dân lời và thực hành điều đó chỉ cần có đủ sáu chữ này chắc chắn con người sẽ thành tựu chúng ta quan sát thật kỹ cổ kim trong ngoài phàm là người thành tựu chắc chắn phải có đủ sáu chữ này Cho nên nói mấy vị thầy giáo của chúng tôi Chỉ cần có đủ điều kiện sáu chữ này là tốt rồi Tôi tin rằng Sau 10 năm Quý vị sẽ có sự thành tựu lớn Ba năm trì giới Nỗ lực làm Phải thực hành được đệ tử quy Cảm ứng thiên thập thiện nghiệp Đào thải hết tập khi tự tư tự lợi Danh văn lợi dưỡng Khởi tâm đồng niệm Là chỉ nghĩ đến Phật a di Đà Chỉ nghĩ đến chúng sanh khổ nạn Ngoài điều này ra không còn gì nữa Thành tựu đức hạnh của mình Quý vị sẽ thành tựu ta muội Ta muội là gì? Là tâm thanh tịnh là tâm của quý vị không ô nhiễm, đã tâm thanh tịnh rồi ba bốn năm chắc chắn sẽ khai ngộ, không thể đạt đến đại triệt đại ngộ, ít nhất cũng là đại ngộ. quý vị sống trên đời này đối với pháp Thế xuất thế gian tự nhiên quý vị cao hơn mọi người một bậc quý vị có năng lực dạy người khác không cần dạy gì khác chỉ đem những kinh nghiệm thành tựu của mình chia sẻ với mọi người đây là sự dạy học tốt nhất Đạo lý này chẳng thể không hiểu được Cư sĩ Lưu Tố Dân ở Đồng Bắc Đã làm tấm gương tốt cho chúng ta nói theo Cho nên đối với bản thân phải có niềm tin Đây mới là điểm mấu chốt của sự thành bại Mình không có niềm tin vào chính mình thì không thể thành tựu quý vị xem tính tâm quan trọng chừng nào mình mà còn nghi ngờ chính bản thân mình thì chịu thôi trước khi phải tin vào chính bản thân mình sau đó mới tin vào sự gia trì của phật bồ tát tin tưởng đức hạnh của bậc tổ tâm chúng ta phát đại nguyện lập chị làm rạng rỡ tổ tâm Làm theo lời di giáo đức hạnh của tổ tâm Để làm rạng rỡ truyền thống Như vậy chẳng thể không thành công được Không có một mảy may tư tâm Điều này vô cùng quan trọng nếu còn có một chút tư tâm Thì tâm của quý vị không thanh tịnh Ta muội của quý vị không thể hiện tiền Dùng công phu niệm Phật Dùng phương pháp của Đại sư Ấn Quang phương pháp của ngài tức là nói cho người hiện đại nói cách khác là hợp căn cơ với người hiện đại nhất đại sư ngẫu ít vậy căn cơ của người ở cuối đời nhà mình cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh. Đại sư Ấn Quang xuất hiện ở thời đại của chúng ta là nhằm vào căn cơ hiện tiền của chúng ta mà nói. Cho nên văn sáu của Ngài rất quan trọng. Cần phải xem nhiều Câu cuối cùng là Cửu cửu thuần thuộc Dùng công phu lâu rồi Người này ít nhất là Mười năm Khi được thuần thuộc rồi Thì không niệm cũng tự niệm Lúc đó đếm cũng được Mà không đếm cũng được Nhược sơ tâm tiền yếu Thuyết khảo kháng thoại Yếu bất trước tượng Yếu học viên dung tự tại Tổng thị tính bất thâm Hành bất lực Sơ tâm là khi mới phát tâm Phải học không chấp tướng Học tông môn Học giáo môn Học đàm quyền thuyết diệu tự tại viên dung tức là đàm quyền thuyết diệu đều là lòng tin không sâu đây là sự thật điều đầu tiên của lòng tin không sâu là nói đến chính mình chính mình không có lòng tự tin nên sự tu hành của quý vị không có hiệu quả chúng tôi thường nói là công phu không đắc lực Chúng ta thì Rất nhiều người Mắc phải căn bệnh này Hữu Đạo Trác Đại Sư Dân Nhược Thỉ Học Giả Dĩ Năng Phá Tướng Đảng năng y tượng chuyên chỉ Vô bất giảng sanh Bất tu nghi giả. Phá tướng là gì? Trong Kim Kim Càng nói đến tử tướng Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng Tứ tướng này chưa phá được Chưa phá được tứ tướng Tức là Quý vị chưa vào cửa của Đại Thừa Tiểu Thừa Tiểu thừa là sư quả Phá được tứ tướng rồi là chứng sư quả Đại thừa trong kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát sơ tín dị trong thập tín dị Đây là đại thừa sơ tín dị Quý vị chưa vào được lớp một tiểu học của đại thừa nói cách khác, chưa vào cửa như trước nói là lòng tin không sâu, tu hành không có hiệu quả, công phu không có hiệu quả. Nhưng trình độ như vậy đều có thể y theo pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ không phá tưởng, không đoạn phiền não nương nơi tướng chuyên chỉ điểm thanh chốt này là chuyên chỉ chuyên chỉ nghĩa là gì chuyên đến tổ cùng gọi là chuyên chỉ cũng tức là ở trước bổn kinh này nói nhất tâm chuyên niệm Không phát Bồ Đề Tâm Như hướng chuyên niệm Cầu sanh tịnh độ Gọi là phát Bồ Đề Tâm Nếu như hướng chuyên niệm Mà không cầu sanh tịnh độ thì người này không thể giải sanh. Vì sao vậy? Vì không có Bồ đề tâm. Những hướng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ, tức là phát vô thượng Bồ đề tâm. Đại sư Ngẫu Ích nói câu này rất hay. Đại sư ấn quang rất tán thán câu này. Ngài nói rất hay, người xưa chưa nói câu này bao giờ. À, Tại sao quý vị muốn cầu sanh tiện độ? Chẳng phải là vì muốn thân cận Phật A Di Đà sao? Vì sao muốn thân cận Phật A Di Đà? Chẳng phải là vì muốn thành Phật sao Cho nên Nhất niệm này Chính là con đường Bồ Đề Tâm Vô Thượng Không cần các thứ ở thế gian Và xuất thế gian nữa Có cũng được Không có cũng được Quyết không để nó trong tâm Đây gọi là phát bồ đề tâm vô thường Gặp được người có duyên Nếu có thể khuyên nhủ được Thì chúng ta nói gì với họ Quý vị chỉ cần nói với họ hai câu Phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là được rồi Nếu họ có thể tiếp nhận Thì cuộc đời họ cũng thành tựu như chúng ta vậy Nếu họ không thể tiếp nhận Thì hạt giống kim cang này đã được trồng trong thức A-la gia của họ rồi Kiếp này tuy không thể thành tựu Nhưng chắc chắn kiếp sau họ được thành tựu Quý vị có thể dạy người Khuyên bảo người như vậy Đó là thật sự quý trọng Thật sự quan tâm Chân thật giúp đỡ mọi người thì cổ bổn kinh đảng dĩ Phát bồ đề tâm Nhớ hưởng chuyên niệm Di tôn giả Tôn tức là phương pháp tu hành Quan trọng nhất Chí ư ừ, mạc thị Đây là nói đến thời đại chúng ta bây giờ Trì danh giả tuy quản Nhi giảng sanh giả bất đa Hoàn cảnh hiện tại của chúng ta Quả đúng là như vậy Không phải hôm nay mới gọi là mạc thị Mà khoảng 100 năm trước đã là Mạc Thế rồi Thời Mạc Thế Người niệm Phật rất nhiều Nhưng người giảng sanh thì ít An là Kinh Vì khựu dẫn đáp như hạ Nhược nhân Xưng niệm di đà danh hiệu Năng trừ Thập phương chúng sanh Vô minh hắc ám Đắc giảng sanh giả Câu thứ nhất này là Ở trong Kinh Phật dạy Nhược nhân Tức là giả thiết Nếu có một người như vậy Người này là ai? Là người niệm Phật A-di-đà Công đức niệm Phật Không thể nghĩ bạn Niệm danh hiệu Phật A-di-đà Thần lực oai đức của Ngài Có thể trừ hết vô minh hắc ám Của hết thị chúng sanh Tức là giúp hết thị chúng sanh phá trừ vô minh Đắc giảng sanh già Là tương lai mình chắc chắn được giảng sanh Năng trừ thập phương chúng sanh vô minh hạt ám Ý nghĩa của câu này rất sâu Có thật được như vậy không? Thật Nhân này quá tốt rồi Các Pháp thị xuất thế gian Không một Pháp nào so sánh với nó được Đây là gì? Là nhân thành Phật của chúng sanh Tương lai họ được thành tựu Chắc chắn phải dựa vào câu danh hiệu này Cho nên công đức của câu danh hiệu này Không thể nghĩ bạn Người niệm Phật chắc chắn được giảng sanh Dưới đây tiếp tục Nhiên hữu chúng sanh xưng danh ước niệm Nhi vô mình do tài Bớt mãn sở nguyện giả hà ý Ngài nói chúng ta thì Có rất nhiều chúng sanh ngày đêm niệm phật niệm phật nhớ phật nhưng vẫn còn vô minh chưa phá vô minh được tự mình cầu sanh tịnh độ rốt cuộc cũng không được giảng sanh đây là do nguyên nhân gì? Dưới đây giải thích rằng Đáp gì? Do bất như thật tu hành Giữ danh nghĩa bất tương ưng cố Họ niệm Phật A-di-đà Nhưng tâm của họ Không tương ưng với Phật Thế nào gọi là tương ưng? là niệm niệm cầu sanh về thế giới cực là niệm này tức là tương ứng nếu còn cầu danh dự lợi dưỡng ở thế gian thì không tương ứng đây gọi là bất như thật tu hành ý nghĩa danh hiệu phật a di đà là vô lượng gia Vô lượng trí Vô lượng từ Vô lượng bi Tâm lượng của họ nhỏ như vậy Nên không tương ưng với Phật được Vì thế họ không thể giảng sanh Người niệm Phật A-di-đà phải biết Phật A-di-đà là Tâm bao thái hư Lượng châu xa dân Nếu chúng ta dùng tâm lượng này niệm Phật Thì sẽ tương ưng với Phật A-di-đà Nếu tâm lượng của chúng ta nhỏ hẹp Không có lòng tha thứ Không có lòng bao dung Thì dù có niệm Phật cũng không thể giảng sanh được Giữ danh nghĩa bất tương ưng Sở dĩ giả hạ Dĩ bất tri như lai Thị thật tướng thân thị di vật thân Điều này có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta phải hiểu rõ ràng Phá trừ chứa ngại niệm Phật của chúng ta Thật tướng thân Thật tướng tức là tự tánh Phật A-di-đà xác thực là Pháp tánh thân Thế giới Tây Phương cực lạc là quậy Pháp tánh Khác với thân và quốc độ của thế giới chúng ta Thân ở thế giới chúng ta là thân sanh diệt Quốc độ chúng ta là quốc độ sanh diệt Vô thường Thân của Phật A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang Ở thế giới cực lạc không có bất kỳ một thứ gì mà có biến đổi Nó không hề biến đổi Không biến đổi tức là diễn hạn là chân thường Cho nên gọi Phật A-di-đà là Pháp Tánh Thân Còn chúng ta là Pháp Tướng Thân Ngài là Pháp Tánh Thân Tánh và tướng này không giống nhau lại nữa thân Ngài là di vật thân Ngài sống không vì bản thân mình Vật là gì? Vật là giảng vật Tức là vì hết thầy chúng sanh Sở dĩ Phật A-di-đà hiện thân là vì hết thầy chúng sanh Không phải vì Ngài Thân thể của chúng ta hôm nay Có mặt trong thế gian này Là vì bản thân của quý vị hay vì chúng sanh Nếu vì bản thân thì đó là thân nghiệp bảo mỗi ngày chúng ta đều nguyện tiêu trừ nghiệp chướng. Vậy tại sao nghiệp chướng vẫn không tiêu được? Vì chúng ta xem nặng cái thân này quá. Người khá gặp khổ nạn trước hết ta suy nghĩ việc này có lợi ích gì cho mình không? Nếu không có lợi ích cho mình thì quý vị không giúp họ. Đây là điểm không tương ưng với Phật a di Đà. Thân Phật a di Đà là vì chúng sanh Thân của Ngài có vì chúng sanh mà chết ngay cũng lạ Vì sao vậy? Vì người thế gian thấy thân này có sanh tử Phật có sanh tử hay không? Không có Thân này bỏ đi Thân khác là hiện tiền Biết đâu lại đổi thành Thật tướng thân Đây là thật không phải giả Tuy công phu của quý vị chưa đạt được Nhưng Phật A-di-đà cũng gia trị quý vị Giúp đỡ quý vị Đưa quý vị lên cao Ở dưới nói rất rõ ràng Phục hữu tam chủng bất tương ứng Đây cũng là lời của chư vị tổ sư Các ngài bảo rằng Nếu chúng ta có ba loại bất tương ưng này Thì tuy mỗi ngày niệm Phật mười dạng tiếng Cũng không thể giảng sanh được Loại thứ nhất là tính tâm bất thuần Nhược tồn nhược dòng Bất thuần nghĩa là gì? Là không chân thật Tâm này lúc có lúc không Bình thường thì nó giống như có Nhưng ở tình trạng cấp tắc thì nó không có nữa ở tình trạng cấp bách thì quên hết Hoàn toàn là vì bản thân Là vì cái nhục thể của mình Thật vô cùng sai lầm Loại thứ hai là Tính tâm bất nhật Vị vô quyết định cuộc Dục của họ quá nhiều Yêu thích của họ quá nhiều Học Phật Tông phái nào họ cũng thích Thiến tài đồng tử 53 lần tham dân 53 pháp môn đều hâm mộ Đều muốn học họ Học rộng, nghe nhiều Muốn làm nhà bác học Nếu có ý niệm như vậy Thì tâm của họ đúng là bất nhất Họ không thể thành tựu Sự thành tựu của họ chỉ là kiến thức Phật học thông thường Quý vị xem 53 pháp môn Không có pháp môn nào chuyên Không có pháp môn nào tin Chỉ là hiểu được một chút kiến thức bên ngoài Không ích lợi gì Loại thứ ba là tính tâm bất tương tục Vì sao? Vì dư niệm gian cổ Rất nhiều tạp niệm Ba loại bất tương ương này Thật sự là một căn bệnh nặng Dưới đây nói Địa tướng thầu nhịp Nhược năng tương tục Tắc thị nhất tâm Đáng năng nhất tâm Tức thị thuần tâm Cụ thử tam tâm Nhược bất sanh giả vô hữu thị sư Chúng ta phải buông bỏ ba loại bất mình Thâu nhịp Tức là buông bỏ Buông bỏ được ba loại này Thì đạt được ba điều Thứ nhất là tính tâm thuần Hai là tính tâm chuyên Ba là tính tâm tương tục Quý vị sẽ thành tựu Chắc chắn quý vị được thành tựu Sau cùng nói Nhược năng tương tục Tức là nhất tâm Đã năng nhất tâm nhất tâm tức là thuần tâm người này nhất định được giảng sanh nhất định thành tựu trong này nói mặt trái của nó nhược bất sanh giả vô hữu thị sự người đủ ba tâm như vậy mà không được giảng sanh Không thể có đạo lý này Vô hữu thị sự Tức là không có đạo lý này Thử luận trực chỉ Đương thị tịnh nghiệp Hành nhân chi bền căn Quá thực Vì sao Đại đa số tính tâm không thuận Là bởi họ không hiểu rõ ràng Thời gian học tập đại thừa quá ngắn Nên không lý giải được Không thể thâm nhập được Nên tính tâm của họ là lúc có lúc không Đây là hiện tượng rất bình thường Hiện tại rất ít người giảng kinh Bốn kinh này tuy có chú giảng nhưng chú giải đều là văn cổ Chứ vị cổ đức ngày xưa chú giải Bây giờ có chú giải bằng văn bạch thoại Nhưng các bản bạch thoại nói không rõ ràng Nguyên nhân nói không rõ ràng Là do người dùng văn bạch thoại giải thích Họ không thể thâm nhập tịnh độ tâm Không thể khế nhập những gì mà bậc cổ đức truyền lại Cho nên họ nói không thấu trị Khiến cho người đọc hoài nghi Đó là điều thứ nhất Thứ hai là tính tầm bậc nhất Có người ai thích tham thiền nhiều cũng thích hiếu kỳ Cũng thích học rộng nghe nhiều Điều này Chứa ngại rất lớn Cho sự học thuộc của Thánh Hiền Thánh Học Là sự chứa ngại lớn nhất cho việc tu học Phật Pháp Tính tâm không thể tương tục là do giải đại Họ tu học không đạt được pháp hỷ Trong luận ngữ khổng tử nói rằng Học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ Họ không đạt được cái duyệt đó Thì đương nhiên họ không thể tương tục nếu ở trong kim giao đạt được pháp hỷ thì họ tuyệt đối không gián đoạn chúng ta biết được ba nguyên nhân này rồi cho nên chúng ta mới lãnh hội được khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thị trong 49 năm Mỗi ngày Ngài đều dạy học là vì điều gì? Mỗi ngày dạy học thì ba căn bệnh này không phát sanh được Giáo dục mà Thời nay mọi người đem giáo dục bỏ đi rồi Nên vấn đề xuất hiện Ngày xưa Vì sao đời này đến đời khác Có nhiều người thành tựu như vậy Chính là Bất cứ lúc nào Bất cứ chỗ nào Họ cũng có thể tiếp xúc với giáo dục Trong chùa dạy học Ở trường cũng dạy học Tuy thầy cô là học theo nho giáo Nhưng họ cũng hiểu kinh Phật Khi dạy họ luôn luôn lấy dẫn chứng trong kinh Phật Trong gia đình cũng dạy học Dạy rất tốt chúng ta xem tiếp niệm phật nhi bất năng đắc giảng sanh chi quả giả dĩ bất tri như lai thị thật tướng thân nhận thân như vật đây là ngộ nhận là hiểu lầm rồi Hiểu làm thân này với tất cả dạng vật là một Thủ tướng chấp trước Khởi tâm đồng niệm Thủ tướng chấp trước Giọng sanh kế giáo Kế giáo là phân biệt trong cuộc sống hàng ngày Một số người Khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Đều là dùng tâm này Đây là tâm gì? Là tâm luân hồi Khuyết hiệu trí huệ Thất trung đạo nghĩa bây giờ không nói thiếu trí huệ mà nói họ không có trí huệ người thời nay cầu trí thức chứ không cầu trí huệ cho nên thiên tai có mặt nhiều thiên tai tối hôm qua có một phật tử cho tôi xem những nơi trên thế giới phát sanh thiên tai trong ba tháng gần đây nhất cho tôi xem tiêu đề mà thôi có hơn một trăm lần thiên tai trong vòng ba tháng có hơn trăm lần hầu như ngày nào cũng có một lần hai lần hoặc ba lần chẳng có ngày nào không có mà còn rất là nghiêm trọng tôi thấy động đất ở các nơi trên thị giới đều từ cấp 5 trở lên núi lửa bộc phát gió lấp Hạn hán lũ lụt quá khủng khiếp đây là nguyên nhân gì chúng ta quan sát thật kỹ xét lại mình Rốt cuộc là sai ở chỗ nào Thật sự là sai ở chỗ thiếu trí huệ Mất nghĩa trung đẳng. Hai câu này có thể giải thích vấn đề này Vì sao vậy? Khoa học hiện nay Hoàn toàn là dùng tri thức Không phải trí huệ vì sao vậy vì tri thực là lấy hiện tượng vật chất làm đối tượng để nghiên cứu còn trí huệ là lấy hiện tượng tâm lý để phát giác ra trí huệ trong kinh phật chỉ cho chúng ta biết vật chất từ đâu mà có vật chất là từ tâm tưởng sanh ra Kinh điển Đại Thừa nói rất nhiều Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tất cả Pháp đó tức là hiện tượng vật chất Từ tâm tưởng sanh Cho nên vật lý Không phải là chỗ rốt rào Không phải là dạng năng Nó có thể giải quyết vấn đề cục bộ Nhưng vấn đề đó còn để lại di chứng về sau Trí huệ là viên mạng Nó có thể giải quyết hết thị vấn đề vật chất Mà không để lại di chứng về sau Đây là nguyên nhân mang lại thiên tai ngày hôm nay Trong kinh Phật thường nói Cảnh tùy tâm chuyển Muốn giải quyết vấn đề xã hội ngày nay Giải quyết vấn đề trên trái đất Phải từ trên tâm quan sát Từ tâm tìm phương pháp Không phải vật chất phát sanh vấn đề Mà tâm lý sản sanh vấn đề Rồi ảnh hưởng đến vật chất Nếu vấn đề tâm lý được giải quyết rồi Thì vấn đề thiên tai trên trái đất cũng được giải quyết Giới học thuộc ngày nay Gọi là văn minh khoa học kỹ thuật Coi trọng vật lý Mà xem nhẹ tâm lý Vì thế nên sanh ra phiền phức Thật sự là do thiếu trí huệ mất nghĩa trung đạo mất nghĩa trung đạo tức là mất đi sự cân bằng trong vật lý gọi là cân bằng mất đi trật tự bình thường Linh tắc tam chủng bất tương ưng Thử tam chủng bất tương ưng Nhất ngôn dị tế chi Chỉ thị tính tâm bất tục Câu này nói rất hay Ba loại quy về nhất Chữ nhất này tức là Tính tâm không đủ Tính tâm điều gì? Thứ nhất là không tin chính mình Quý vị nên biết Phật Pháp nói về tính tâm Không giống các tôn giáo khác Một số tôn giáo nói về tính tâm Là tin thường đệ, Tinh thần Họ đặt những vị này vào vị trí thứ nhất Tính tâm trong Phật Pháp thứ nhất Là tin vào chính mình Kỵ đến mới tin người khác Tin vào ai? Tin Thánh Hiền Tin Phật Bồ Tát Nhưng đặt Phật Bồ Tát Và Thánh Hiền ở vị trí thứ hai Trước hết là phải tin vào chính mình Tin vào chính mình là sao Trong kinh Phật dạy Tất cả chúng sanh vốn là Phật Quý vị có tin rằng quý vị vốn là Phật hay không Nếu quý vị không tin mình vốn là Phật Thì quý vị không thành Phật được tại sao tin vào chính mình phải đặt ở vị trí thứ nhất đạo lý là ở chỗ này à, Trung Quốc, truyền thống gian hóa xưa cũng đặt tin chính mình là đệ nhất tính tầng quý vị có thể tin là bổn tánh bổn thiện không câu thứ nhất trong tam tự kinh là nhân chi sơ tánh bổn thiện và giáo lý đại thừa nói trên thực tế là cùng một ý nghĩa. Tánh bổn thiện tức là vốn là Phật. Chữ thiện trong tánh bổn thiện không phải chữ thiện trong thiền an, mà nó là một từ tán thang. Duyên mạng đến đỉnh cao không có chút khiếm khuyết chính là ý nghĩa này đây gọi là thiện nghĩa là quá tốt quá tốt rồi trong giáo lý đại thừa nói cụ thể hơn quý vị vốn là phật giáo dục đông phương và giáo dục tây phương không giống nhau không có hoài nghi Từ đó làm nên tính tâm kiên định Để cho chúng ta học tập Làm nên tảng đoạn phiền não thành Phật Đạo Cho nên tính tâm không đủ Thì không thể thành tựu gì cả Chẳng những không thể thành tựu Pháp xuất thế gian Mà Pháp thế gian cũng không thể thành tựu Tính tâm này quan trọng biết chừng nào Tư lương của giảng sanh cực lạ là, là tính Nguyện và hạnh Thiếu một trong ba là không được Giảng sanh thế giới cực lạ là... Tư lương hiện nay gọi là điều kiện Ba điều kiện Thứ nhất là tính Thứ hai là nguyện Thứ ba là hạnh Thiếu một trong ba điều kiện này đều không được giảng sanh Tính là điều kiện đầu tiên Ai có thể giảng sanh thế giới cực lạ Mà không bị chướng ngại gì Nói với quý vị Người nào tin bản thân mình Chính là Phật A-di-đà Thì chướng ngại của họ không còn nữa những năm gần đây <laughs> tịnh độ tâm đề xướng tam thời hệ niệm pháp sự pháp bổn hệ niệm là do thiền sư trung phong đời nhà nguyên biên tập trong pháp bổn này ngài khai thị rất rõ ràng thiền sư nói tâm ta chính là phật a di đà phật a di đà chính là tâm ta ở đây là tịnh độ tịnh độ là ở đây hai câu này quan trọng quá Phật A Di Đà và ta đều là tự tánh thanh tịnh biến hiện ra cùng một tâm. Thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm. Chân tâm hiện tướng Phật gọi là Phật A Di Đà thân tướng này của tôi cũng là chân tâm biến hiện ra sao không phải là phật a di đà được đức phật dạy rằng thân của chúng ta là thân mang theo vọng niệm nhưng vọng niệm đó là hư vọng không phải thật chỉ cần quý vị giác ngộ thì giọng này không chướng ngại gì. Nó không khởi tác dụng. Quý vị không biết nó là giọng nên lấy giọng làm chân. Bỏ quên chân thì giọng tâm này khởi tác dụng. Tuy nó khởi tác dụng nhưng rốt cuộc nó cũng vô thường. Nó không chịu đựng được khảo nghiệm Chỉ cần quý vị giác ngộ Thì nó không khởi tác dụng Cho nên Ân đức lớn nhất của chư Phật Bồ Tát Chư vị tổ sư đối với chúng ta là gì? Là nói rõ cho chúng ta về sự thật chân tướng này Chúng ta quát nhiên đại ngộ khi ngộ rồi thì giọng tâm không khởi tác dụng tâm thanh tịnh bình đẳng giá của quý vị dần dần được phục hồi thanh tịnh bình đẳng giá chính là phật a di đà cho nên nhất định phải tin Nhất định không được hoài nghi Nhất định phải phát nguyện Giảng sanh tịnh độ Thân cận Phật a di Đà Tương lai ở thế giới cực lạ Tu hành chứng quả Chứng được thân Giống như thân Phật a di Đà Không sai khác như trước chúng ta đã học a xà dương tử quý vị xem một đoàn thể mấy chục người này họ nghe phật thích ca mâu ni giới thiệu về thế giới cực lạ. nghe rồi sanh lòng quan hệ trong tâm liền nghĩ rằng Tôi muốn giảng sanh Tôi muốn thành Phật Tôi muốn giống như Phật A-di-đà vậy Tuy họ không nói ra Nhưng Phật A-di-đà cùng biết liền thọ ký cho họ ngay lúc đó cứ yếu giải sở dân Tính nguyện hữu khuyết Hoặc là quý vị có hoài nghi Hoặc là tâm nguyện cầu giảng sanh Thế giới cực là của quý vị dao động Tắc trì danh túng như ngân tường thiết bích Phong vũ bất nhập Diệt bất năng giảng sanh giả vì sao vậy? Vì không có nguyện Không có tính nguyện Cho thị tính nguyện là điều kiện chủ yếu Quyết định có được giảng sanh hay không Chỉ cần có tính, có nguyện Thì chẳng ai không được giảng sanh Đại sư Ngậu Ít nói rất hay Phẩm gì cao thất Giảng sanh thế giới cực là Quý vị thuộc đẳng cấp nào Là tùy thuộc vào công phu Trì danh sâu cạn của quý vị Đó là công phu niệm Phật Công phu niệm Phật cạn thì ở phẩm vị thấp Công phu niệm Phật sâu thì ở phẩm vị cao giảng sanh được hay không là ở tại tính nguyện có tính có nguyện thì chắc chắn được giảng sanh tính nguyện trì danh tức là nhất tâm bất loạn niệm phật mà vẫn còn hỗn tạp là nói lên điều gì? là nguyện không thiết, tính không sâu. Nếu thật sự có tính sâu nguyện thiết, thì niệm phật sẽ không còn hỗn tạp. Đoạn dưới đây nói gì? Trú đại thừa giả. Đây là chương cuối cùng của Tam Bối Giảng Sản Không phải ai cũng chuyên tu Pháp Môn Tịnh Độ Một số người tu Pháp Đại Thừa Pháp Hoa Kim Thí Dụ Phẩm Diệt Như Hữu Chúng Sanh Tùng Phật Thí Tùng Tức là Phật Thích Ca Mâu Ni Giang Pháp Tính Thọ Cần tu tinh tận là... Người căn tánh đại thường Nghe Phật Thích Ca Mâu Ni phá Bất luận quý vị nghe bộ kinh nào mà nghe rồi có thể tin Đều có thể tiếp nhận Và cũng có thể y giáo phụng hành Tình tấn tu học Tức là y giáo phụng hành Cũng tức là người chân thật Biết dân lời Người đã thực hành Đầy đủ sáu chữ này rồi Họ cầu điều gì Cầu trí huệ Điều này nhất định phải biết Khi học Phật Mà cầu những thứ khác là bậy rồi Phải cầu trí huệ Cầu nhất thiết trí Cầu Phật trí Cầu tự nhiên trí Cầu tri kiến của như lại Lực vô sợ úy Mười lực Bốn vô sở ủy Ở trước chúng ta đều đã học qua rồi Quý vị thấy họ cầu những điều này Khi Phật Thích Ca còn tại thế Ngài làm tấm gương tốt cho chúng ta chúng ta xem thử Phật cầu điều gì cuộc sống vật chất của ngài chỉ có ba y và một bình bạc mỗi ngày ăn một bữa ngủ dưới gốc cây nhưng ngài rất hạnh phúc vì sao ngài sống ở thế gian này ngài sống ở thế gian này có ý nghĩa gì có giá trị như thế nào Vì đây nói là Vì mẫn niệm an lạc vô lượng chúng sanh Phật sống ở thế gian là vì điều này Mẫn lân mẫn Niệm là niệm niệm không quên Muốn cho chúng sanh lìa khổ được vui Miễn nạn đắc an Phật là gì điều này? Ngoài điều này ra Ngài không có việc gì cả ngài dùng phương pháp gì để đạt được mục tiêu này ngài dùng phương pháp dạy học như vậy chúng ta biết rằng dạy học có thể giúp chúng sanh lia khổ được vui dạy học có thể giúp chúng sanh tiêu trừ tai nạn Vì sao vậy? Vì hết thảy Pháp đều từ tâm tưởng sanh. Khổ vui từ đâu mà có? Tâm tưởng hành vi của chúng sanh thiện. Tức là thế giới cực lạ. Tâm tưởng hành vi của chúng sanh sai lầm. Chính là bây giờ thiên tai dồn dập trên trái đất của chúng ta Quá thực là chúng ta nghĩ sai Nói sai và làm sai Mới gây nên thiên tài nhân quả như vậy Nhật Bản bị đồng đực Sống thần là thiên tai Phóng xạ hạt nhân là nhân quả Đó chẳng phải là thiên tai mang điện Nhiều khổ nạn cho chúng ta như vậy sao? Chỉ khi nào Tâm con người hồi đầu giác ngộ Thì vấn đề mới được hóa giải Ngay cả Bố Lai Đăng người Mỹ cũng nói Hóa giải Dự báo thiên tài Mã Nhã năm 2012 mười hai Ông nói Chỉ có cách toàn bộ người trên trái đất giác ngộ Mọi người đều có thể Bỏ ác làm lành Đồng nghĩa với trong Phật Pháp chúng ta nói Là dứt ác tu thiền Bỏ đi điều bất thiện phá quy điều thiện bỏ ác dương thiện cái tà quy chánh đoan chánh tâm niệm khởi tâm động niệm là giống như chư phật bồ tát thương yêu tất cả chúng sanh khổ nạn quan tâm tất cả chúng sanh khổ nạn Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Giúp đỡ như thế nào? Giúp bằng cách dạy học Bất luận là trong nước hay ngoài nước Các bậc thánh hiền xưa đều dùng phương pháp dạy học Mọi người cùng biết Hết thể khổ nạn Kể cả thiên tai trên trại đất Nguyên nhân chính là ở chỗ nào Ở chỗ tâm niệm và ngôn hạnh bất thiện Của con người chiêu cảm ra phương pháp hóa giải là tâm niệm của con người thiện ngôn hành thiện thì vấn đề lập tức được giải quyết chúng ta lãnh hội được sự gì xã hội loạn động trái đất thiên tai dồn dập hoàn toàn do con người tự làm tự chịu hiểu thông suốt rồi hiểu rõ rồi thì thiên nhiên không còn bị tai họa khi thiên nhiên không còn bị tai họa thì thiên nhiên là mỹ mạn nhất rút rạo nhất chỉ cần có người tùy thuận đại tự nhiên Thì không có thiên tai gì cả Mỗi người chúng ta Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Hành vi xuyên hoạt Có thể tùy thuận đại tự nhiên Mạnh khỏe sống lâu mọi sự phiền toại đều bắt đầu từ chỗ trái với tự nhiên mới xảy ra như vậy đức phật dạy rất rõ ràng tổ tâm của chúng ta cũng dạy rất rõ ràng minh bạch đáng tiếc là gì là chúng ta không tin không học tập theo lời dạy của tổ tâm mà học tập theo văn minh khoa học hiện đại đó là một sự thiệt thòi lớn ví dụ như y học khi tôi học phật với thầy lý cư sĩ lý bình nam thầy là một người rất giỏi về đông y Tôi muốn theo thầy học Thầy nói là tôi đã qua tuổi học rồi Thầy nói nếu như thầy biết tôi 10 năm trước Thì thầy sẽ dạy tôi học Lúc tôi biết thầy là 31 tuổi đã trễ rồi Thầy bảo tôi hãy chuyên tâm học Phật Bảo tôi Lịch sử y học Trung Quốc Hơn 5.000 năm Đông y chú trọng điều gì? Chú trọng về dưỡng sanh Đây là mục đích chính của đông y theo kiến giải của Đông Y Thì thọ mạng của con người Ít nhất cũng là 200 năm Nói cách khác Quý vị sống đến 200 tuổi là chuyện bình thường Vì sao vậy? Vì thân thể của con người là một bộ máy Quý vị phải biết cách sử dụng bộ máy này Phải biết bảo dưỡng nó Thì thọ mạng của nó mới dài như vậy được Nếu quý vị không hiểu Quý vị làm hại nó Thì thọ mạng của nó rút ngắn lại Đạo lý là như vậy Từ đó chúng tôi nghe được một chút kiến thức về đồng y Đây là những mục tiêu chính của đồng y Mục tiêu thứ nhất là để cho quý vị nhận biết mục tiêu thứ hai là ngăn ngừa bệnh tật chỉ cho quý vị làm sao tránh được bệnh tật trong cuộc sống nói về đạo lý này mục tiêu thứ hai này gọi là bảo vệ sức khỏe Mục tiêu thứ ba mới là trị bệnh Mà trị bệnh Không cần dùng thuốc Vậy họ dùng gì để chữa bệnh? Là dùng tâm lý và vật lý trị liệu Cũng như trong Phật Pháp nói là Tướng do tâm sanh Cho nên trong kinh Dùng cách niệm chú là hay nhật Chú này không có ý, không có nghĩa Rất phù hợp với nguyên tắc nguyên lý của khoa học Bệnh tật là gì? Là các khí quản bên trong của quý vị bị tắc nghẹn Không thể lưu thân Dùng âm thanh chấn động Thì tắc nghẹn đo Được khai mở Chấn động khai mở Tức là được lưu thân Những chú ngữ trị bệnh như vậy Trong Đại Tạng Kinh rất nhiều Bây giờ chúng ta đọc có lên không? Không lên Vì sao vậy? Vì âm thanh của chúng ta không đúng âm lượng nói về âm lượng của nó âm lượng âm của nó dài hay ngắn chấn động bộ phận nào đều không giống nhau dùng phương pháp này là phương pháp cao siêu nhật nhưng phương pháp này nhất định phải truyền miệng nhau trong sách cổ xưa chúng ta thấy ở đời nhà đường vẫn còn sau đời nhà đường thì không còn nữa Trong kinh sách ghi lại Nhưng bây giờ chúng ta đọc không đúng Không phải là nó không linh Mà do chúng ta đọc không đúng Sao chú ngữ là xoa bóp Đây là phương pháp trị liệu tốt nhất Khi nào bất đắc dĩ lắm mới chầm cường cho nên trầm cựu xếp vào hạng thứ hai, âm thanh xoa so bóp là thứ nhất. Loại phương pháp trị liệu thứ nhất, phương pháp tốt nhất không cần dùng thuốc. Loại thứ hai là trầm cựu, thứ ba mới dùng thuốc. Thầy giáo dạy những kiến thức thông thường này cho chúng tôi. Đông y là môn học dẫn lớn, con đường dưỡng sanh Một hôm thầy Phương Đông Mỹ hỏi tôi một chuyện như thế này Ông nói lịch sử Đông Y 5.000 năm Còn Tây Y mới 300 năm Thầy tin 5.000 năm hay tin 300 năm Hỏi tôi vấn đề này Thật đáng để suy nghĩ Truyền thống của Trung Quốc tổ Chúng ta phải tin tưởng tổ tông Bây giờ không tin tổ tông gọi là đại bất hiếu Đại bất hiếu này là nguyên nhân mắc bệnh của quý vị Đây là một ý niệm quá xấu Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây A-di-đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam mô A Di Đà Phật